giá xăng ở Việt Nam gia tăng mạnh. Kể từ 20 giờ tối nay, ngày 28 tháng 3, giá xăng A92 trên cả nước sẽ tăng lên thêm 1.430 đồng, một mức tăng mà người dân trong nước gọi là khủng. Thông tin được Liên Bộ Tài chánh Công Thương đưa ra vào cuối giờ chiều ngày hôm nay cho biết, với lý do quỹ bình ổn giá của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã hết, tình trạng buôn lậu xăng dầu diễn ra rất phức tạp, nên cơ quan quản lý đã cho phép các doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá kể từ 20 giờ hôm nay. Mức điều chỉnh tối đa đối với từng mặt hàng là từ 362 đến 1.430 đồng một lít. Mức điều chỉnh cao nhất thuộc về xăng. Theo đó, giá bán lẻ tối đa đối với xăng A92 được đưa từ mức 23.150 đồng trước đó lên đến 24.580 đồng một lít. Giá dầu diesel tăng 362 đồng lên đến 21.912 đồng. Dầu hỏa tăng 480 đồng và dầu mazut tăng 807 đồng một lít. Quyết định này quả thật gây bất bình cho người dân và dư luận bởi giá xăng dầu trên thị trường thế giới đang giảm liên tục.